lảo đảo, ngả nghiêng, xuất kiếm ra chiêu bất kỳ khó đoán. Hình say, ý không say, bước say, tâm không say. Tùy cơ chọn thế, tránh thực đánh hư, né gạt tiến thân, ngã thúc ra chiêu. Mềm mại, biến hóa, thể hiện sức sáng tạo võ thuật dựa trên thực tế cuộc sống. Túy kiếm, kiếm say, bài võ độc đáo của võ cổ truyền dân tộc. Võ say là một loại hình võ thuật độc đáo, đặc sắc, thể hiện sức sáng tạo lớn của các bậc danh sư võ học thời xưa. Bài võ túy kiếm mà chúng ta đang theo dõi là một nội dung của võ say. Là một loại hình của võ say nên túy kiếm bắt đầu với các động tác bái tổ, khởi thế và không thể thiếu được là động tác nâng chén, uống rượu. Cúi xuống cầm chai, ngửa người uống rượu. Lào đảo đứng dậy, vào thế ngưỡng thân ẩm tử, tức là ưỡn người dốc chén. Tay phải nắm lại, ngón trỏ cong móc câu, gọi là quyền chén. Tay trái cắp kiếm sát sau người. Tọa địa ẩm tử, ngồi xuống uống rượu. Quyền chén giơ lên, miệng chén đối khẩu. Bất chợt đứng dậy, lào đảo ngả nghiêng, trá đòn, nhử thế đâm chui kiếm ra phía trước. Tạo hình của người đã ngấm rượu bồng bềnh, rồi bất ngờ đổi kiếm sang tay phải, hồi thân chuyển bộ, đâm kiếm ra phía sau, bắt đầu những kiếm thức của túy kiếm. Các động tác của túy kiếm khá đa dạng, có lúc nhẹ nhàng như nâng cốc rượu đầy, có khi bổ nhào như người quá say, lúc ngả nghiêng, lúc ngã sấp, lúc lại đứng khựng lại, không tiến không lùi. Các hình thức động tác phong phú và linh hoạt đã tạo ra sự đặc sắc và nét đẹp của bài võ, và cũng là sự lợi hại khi đối thủ không biết được đồ hình di chuyển. Vì vậy, bộ pháp là một phần quan trọng nhất tạo ra hồn cốt của võ say nói chung và túy kiếm nói riêng. Trong bài túy kiếm, ngoài các thế tấn cao như hạc tấn ở một số chỗ cần tạo hình, thì đa phần là các thế tấn trung bình và thấp để tạo ra sự cân bằng, vững chãi trong lúc ngả nghiêng. Cái trước nhất thì nói về bộ tấn pháp, thì nói về cái bộ mà cũng như say mà đi ngã tới ngã lui, nói chứ trong võ thực mặc dù là ghép thành một bài tí kiếm nhưng mà cái bộ chân bước đi nó cũng vào cái bộ tấn của bộ xà tấn, thường xuyên là bị xài trong cái bộ xà tấn của bài tí kiếm này là nhiều hơn. Còn nói về đường kiếm thì nói đúng, thì hồi nãy tôi cũng có nói qua đường kiếm thì nó được tương tự giống nhau, bài nào cũng như bài nấy, nhưng mà có những cái mà mình nói là trong cái lúc mà thất thế yếu rồi bị té ngã rồi có thể bật quầy dị để mà đỡ đòn của đối phương được, mà phản công lại đối phương. Bài võ túy kiếm là một bài kiếm thuật đặc sắc của môn phái võ lâm chánh tông do thiền sư Đoàn Tâm Ảnh sáng lập tại miền Tây Nam Bộ. Bài võ đang được đại võ sư Võ Văn Tiển gìn giữ và lưu truyền tại câu lạc bộ võ cổ truyền Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Túy kiếm với thanh kiếm tượng trưng cho sự nối dài của cánh tay để đối phó với những đối thủ tầm xa. Kiếm pháp của bài võ yêu cầu người sử kiếm toàn thân uốn lượn linh hoạt, đòn thế tấn công nhanh nhẹn, đòn đỡ luôn vào thành đòn phản. Quỹ đạo của kiếm đi rất khó lường, gây bất ngờ cho đối thủ. Đường kiếm tấn công những đòn xa gần như đâm, phóng, thọc, ngoáy, đảo, lộn, bổ, sóc, lao lách, áp nhanh, hiểm và gọn gàng. Với đặc điểm hình say, ý không say, bước say, tâm không say, trong dáng vẻ quàng xiên ngất ngưởng,
Tuy kiếm lại tiềm ẩn sự chính xác đến bất ngờ của những thế kiếm trong phòng thủ và tấn công. Đây là tình huống người sử kiếm trong tư thế lảo đảo thoái lui, bị đối thủ dùng trường côn tấn công bằng cả hai đầu ngọn và đốc. Dáng người thẳng, lắc lư, trọng tâm dồn về chân trái làm điểm tựa và đưa kiếm đỡ gạt ngọn roi, rồi chuyển tấn phản công, đâm mũi kiếm rất nhanh vào người đối thủ. Lảo đảo, ngả nghiêng nhưng không hề buông thả. Đợi cho đối thủ vào thật gần tầm kiếm, rồi lắc tay tung kiếm đỡ gạt đòn công, rồi hồi thân chuyển bộ, phản kích bằng một đòn chém ngang, biến chiêu lách kiếm chém ngang người đối thủ. Ra đòn trong sự vững chãi, rồi lại chuyển về trạng thái bung biêng, túy lúy thoái bộ. Túy kiếm mô tả động tác, dáng vẻ, tư thế của người say rượu mưu kiếm. Mọi hình thái say đều do những thế võ dương đông kích tây, nghiêng trái đánh phải, cúi trước đâm sau tạo thành. Ý nghĩa của động tác là tinh thần nội tại. Hành động say là biểu hiện bên ngoài, còn đòn thế võ thuật phải được thể hiện đầy đủ trong quá trình vận động. Tuy say sưa nghiêng ngả, nhưng khi cần thẳng phải thật thẳng, khi nghiêng cũng phải nghiêng cho thẳng. Dù động tác say thế nào thì bước chân cũng phải vững. Trong tư thế đứng và bổ nhào, hoặc khi nằm lăn dưới đất đều chứa đựng kỹ thuật phòng thủ và tấn công của toàn thân, với cây kiếm lúc vồ, lúc giật, lúc cắt, lúc đâm, lúc khóa gạt đỡ. Mỗi động tác uốn éo, xoắn gập người hay vấp té trong bài túy kiếm đều đã được tính toán chính xác bằng lý trí tỉnh táo, với các đặc trưng như chân như gió xoáy, thế tấn giật giờ, kiếm thủ như nâng ly. Những đặc điểm này tạo ra cho túy kiếm một phong cách võ thuật độc đáo, thú vị và hấp dẫn. Võ cổ truyền ở miền Tây Nam Bộ phát triển gắn liền với đời sống lao động của người dân miền sông nước. Những động tác, kỹ năng trong lao động sản xuất được chắt lọc, biến đổi và cụ thể hóa thành những kỹ thuật chiến đấu, với binh khí chính là công cụ sản xuất. Bên cạnh đó, các bài võ đặc trưng của miền sông nước còn là sự thể hiện sức sáng tạo, tinh thần bảo vệ quê hương đất nước bất khuất của người dân nơi đây. Bài võ Đinh Ba mà chúng ta đang theo dõi là một điển hình như vậy. Đây là một cái loại binh khí mà người xưa gọi là, trong võ cổ truyền Việt Nam gọi là cái đinh ba. Thì riêng ở miền Tây Nam Bộ thì gọi là cây chĩa ba. Các
danh tướng ngày xưa thường cũng sử dụng cái loại vũ khí này thường xuyên ở trong chiến trận, bởi vì những cái phần cạnh ở đây là tức là những cái phần sắc bén dùng để bắt khóa những cái loại mà binh khí của đối phương, cả chiến đấu trên ngựa cũng như là chiến đấu ở đường đất. Cây đinh ba hay chĩa ba là một loại binh khí phôi thai từ nông cụ, được người xưa dùng để xúc rơm, đâm cá và chiến đấu với thú dữ khi đi rừng. Sau đó được cải biên dùng cho bộ binh với tên gọi là tam cố xoa, dùng cho kỵ binh chiến đấu trên lưng ngựa gọi là tam đầu xoa. Với cấu tạo của mình, đinh ba kế thừa những kỹ pháp cơ bản của võ thuật phương Đông, dùng cho các loại binh khí cán dài như roi, thương và kích. Tuy nhiên, đinh ba cũng có những kỹ pháp riêng biệt với những chiêu thức biến hóa đặc trưng. Để sử dụng cây đinh ba hiệu quả, ngoài thể lực sung mãn và sức mạnh đôi tay, người tập luyện phải kết hợp eo, hông, vai, thân với đôi tay theo nguyên lý vòng tròn để tạo lực ra đòn mạnh mẽ. Người sử dụng đinh ba lấy cung tròn làm chủ, bộ pháp vững chãi làm nền, vặn hông, xoay eo, toàn thân kết khối vững chắc, tay theo thân chuyển, vung cây đinh ba theo hình vòng cung tạo lực mạnh mẽ, bao vây, công phá đối thủ từ mọi hướng, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, vừa tạo một vòng bao bọc phòng thủ, vừa đánh giạt đối phương ra xa. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi người tập phải có một căn bản võ thuật tương đối khá mới có thể luyện tập được. Đây cũng là một cái loại binh khí cán dài và có kỹ thuật đặc thù riêng của nó. Thì nó cũng phối hợp với lại những cái phần bộ pháp và tấn pháp cũng tương tự như những cái loại mà binh khí cán dài khác. Tuy nhiên do cái cấu tạo của cái loại binh khí này, ví dụ những cái kỹ thuật bắt khóa binh khí đối phương, đồng thời cũng như là những kỹ thuật đâm, thọc, kỹ thuật bắt để bắt binh khí đối phương, nghĩa là vào trong cái phần ở những cái chia này để bắt khóa binh khí đối phương, cũng như là sau đó sử dụng phần đốc của cây bạch hổ bác để mà tấn công đối phương, hoặc là những cái kỹ thuật đâm đâm thẳng về trước, cũng như là những cái kỹ thuật đâm từ dưới lên yết hầu đối phương, hoặc là những kỹ thuật đâm thấp xuống dùng hạ bộ đối phương. Tuy là một bài võ sử dụng binh khí nặng, nhưng Bạch Hổ Bác có những đường đánh đẹp mắt, thần tốc và biến hóa. Các chiêu thức biến ảo liên tục từ tấn công sang phòng thủ, từ đỡ gạt chuyển sang công phá. Cây đinh ba vung lên tấn công, kết hợp với cước pháp tạo ra những đường đánh phối hợp quyền cước binh khí rất lợi hại. Bài võ rèn luyện cho người tập khi lâm trận với binh khí của mình có thể đạt đến khả năng công thủ liên hoàn. Đầu mũi đinh ba nhọn, lưỡi đao hai bên sắc bén, được dùng linh hoạt cả hai đầu ngọn và đốc, tạo nên một sức mạnh áp chế đối thủ. Tấn công và phòng thủ đều rất hữu hiệu.